vô hiệu hóa tàu chiến lớp Aegis đang đi xuống. Nhiệm vụ lần này có tên gọi là dưới vực sâu. Ok, và chào anh em đã quay trở lại với con câu đầu tiên God của mình nha, bản việt khóa anh em ơi. Trời ơi, dưới đáy biển đẹp vậy trời. Mình nhớ rồi, tập này hồi nữa mình có bắn nhau với cá mập hay sao này. Mình đang đi tới bến sát một cái con tàu bị đóng. Chúng ta không phải là thợ săn duy nhất ở đây à, và chứng tỏ bên bên kia nó cũng có cho người đi do thám anh em ạ. Chắc cũng đang đi kiếm với mình đây nè. Sao không cất cái súng đi bơi cho nhanh ta. Cầm chi vậy? Ok. Phải di chuyển chậm và sát với cái mặt biển anh em ạ. Đây, cái tàu đi tuần tra của bọn nó nè. Cho người bảo vệ cái tàu bị đắm đúng không? Đó cũng chính là cái mục tiêu mình cần tiếp cận đấy. Bắn tự do. Dưới nước mình phải bắn liền nè, bắn 2-3 viên một lúc. Mình có lấy súng được cái bọn này không nhỉ? Với nó bắn súng gì? Ôi trời, giật. Khổ à, mẹ. Bị bắn rồi còn bị chết đuối nữa cơ. Bình tĩnh. Đúng ra khi mà mình bắn chưa hết một băng đạn mà mình thay là mình sẽ dục cái băng cũ đi gì đó, rất phí đạn. Thực tế nó mới vậy mới đúng anh em ạ. Còn trong game không, cái logic của game là no. Ví dụ như bắn còn 25 viên thay vô là 5 viên thôi anh em. Thay vô 5 viên cho đủ 30 chứ không có quăng cái băng cũ. Ảo diệu. Ui. Đồng đấy. Tụi này đang đi trục vớt cái xác con tàu. À, cái tàu này chứa vũ khí hạt nhân. Vì bọn mình đã đánh đấm nè. Mình cho chìm nè, bây giờ nó đi vớt. Cho lấy. À khéo, ở đây có vàng luôn á chứ anh em. Có vàng của cái cô gì tên Lan ấy. Biết đâu được trời. Biết đâu được lụm vàng xong giờ đổi đời luôn em mà khỏi phải đi làm mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm này. Có mấy con cá chết anh ta. Cá siêu nhân à. Vị trí tốt hả? Từ nha. Coi chỗ nào nó ổn định coi. Mày mà bị phát hiện à?
Đi chưa, đi chưa? Ở đâu bắn vậy? Ủa? Mình tướng bộ mình. Trời ơi, tướng bộ trời ạ. À, hèn chi. Kìa, ông kia gần kìa, anh em thấy không? Ổng trước mặt mình luôn. Thế mà cứ để thằng đó nó bắn mình như đúng rồi á. Mẹ. Trang thật sự. Nó đang câu cái gì đây 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 nè. Vũ khí hạt nhân tại sao lại đựng trong cái thùng như vậy được? Vô lý. Chắc là chưa đúng đâu. Wow. Trời ơi, bây giờ còn lặn còn sâu hơn hồi nãy nữa này. Đẻ anh ơi, để hết dưỡng khí anh ơi. Nó đây rồi. Dùng mỏ hàng à, máy cưa. Ở đây gọi là máy cưa dưới nước đấy hả? Trời ạ. À, đỉnh vậy, có cái đồ nghề nào mà con người không chế tạo được không? Đặc biệt là dụng cụ của anh binh quân đội. Ảo. Đây là cái vụ nổ do cái sonar nó gây ra này anh em ạ. Sẽ tạo ra một cái áp lực ở dưới nước, có thể giết chết người ấy. Hên là mình có trang bị đồ xịn sò đấy. Nãy giờ mình chưa thấy con cá mập nào nhỉ. Cái nào mình nhớ lộn bơm ta, nhớ lộn game không ta. Vào trong cái ngọn hải đăng. Chứ nó bắn cho mấy quả nữa là ải chỉa luôn á. Đỏ, cái lâu lâu rồi nó sẽ nổ anh em ạ. Hạ nó hả? Bây giờ mình phải điều khiển đây. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Đứng gần quá. Mình đứng gần vụ nổ quá. Rồi sao cũng được. Đứt mẹ nghe mình oxy rồi. Ê, mình dưỡng khí rồi. Chụp trái, chụp trái, chụp trái, chụp trái. Hết thở hết nổi rồi. À, tí thì đăng xuất à. Tí nữa là mình thành Maya của cái vùng biển này rồi nè. Trời á, hết cái này tới cái kia, là bơi đi đâu đây? Bơi đi cha. Cắt dục mẹ cái súng đi. Má là... Lúc này là mà còn cầm súng anh em ạ. Rồi, bọn nó bắt đầu thả lính tới nè. Cái này phải canh đường đường đạn anh em á. Để...
Trời ơi, kế bên luôn quá không chết kìa. Vô lý. Thời bắn dưới nước vui vãi. Giữ trước bắn trước giữ chỗ đài này nữa hả? Mấy này nó thích sắp lá cào vậy ta, đang chơi đấu súng mà mấy ông nội. Núp 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 núp. Rồi hồi sinh rồi đó anh em. Ngu này rồi, đồng đội tôi đâu? Mấy này chắc nó thèm bắn lắm mà gì nè. Bắn thì dở mà cứ xuống hoài. Thả mình. Đây rồi, đồng đội tôi đây rồi. Nãy giờ kiếm thấy bà luôn. Không biết lũ đi đâu luôn á, chả thấy bắn gì cả. Ây da, từ từ mấy anh ơi. Má, cục súc thế. Má, khó chịu thật. Đấy, thả đi. Lại chui xuống nữa hả? Chắc chóng không? Chừng tôi nó nhảy xuống lúc nào không hay đấy. Không thấy địch. Thế bây giờ mình địch mình có bị nổi bong bóng lên không vậy? Ây chà. Cá mập. Cầm súng mà sợ cá mập. Bắn luôn chứ. Ok đại ca. Tí đại ca nhớ yểm trợ em được rồi, đừng bỏ em nha. Bơi một cách nhẹ nhàng, đừng gây nguy hiểm cho nó tưởng mình là con mồi hoặc là địch thủ là nó táp chết. Okay, you're up. Remember, move slow and keep your distance. Nó cắn em rồi đại ca ơi. Khó chịu. Ok, em nhìn ra cái đường đi rồi, Chẳng qua là em muốn thử nó có cắn không thôi, rồi nó cắn thiệt. Mẹ mày cục súc thế. Nó chết mẹ rồi, chơi ngu rồi. Ôi sao nó dữ vậy ta? Đây, đường đi thì nhìn phát là thấy được ngay chứ mà mình ghét con này. Rồi là mình bắn lắm rồi anh em ạ. Con gần mình nè. Đâu rồi? Tao lui qua đây tao bắn mày. Cho mày khỏi dí luôn. Chạy. Nó không dí theo đây mà hên quá. Lại xuống á. Cái gì vậy? Má, có khi nào có bạch tuộc khổng lồ dưới đây em ta? Nãy giờ mình chưa thấy cái kho báu của Lan đâu cả. Ôi. Nãy nói bao nhiêu ta? Hình như cái lúc mà trước khi làm cái nhiệm vụ này mình nghe nói tới 5 km luôn ấy, bơi 5 km ấy. Xong. Một phát nè. Hanging over me like a black cloud was Rourke. He destroyed an oil platform, lured away an entire fleet,
sunk a destroyer, and I was still wondering one thing. Where's Rourke? Rusker đâu? Bóng ma của quá khứ. Waiting. Is that good? Ghost. What happened to him? Bị tẩy não anh em ạ. Kiểu như bị bên chính phủ tẩy não. There was something in that factory. Something the Federation. Ờ, bị liên bang nhưng phải là chính phủ, phải gọi liên bang mới chính xác. Exactly what it was. Trong cái này có cái gì để mà tẩy não được cái thằng Rocker đây? Giờ phải đi điều tra nên mà phía cuối con đường. 27 tháng 6, vào lúc 10 giờ, phía bắc Rio de Janeiro, lãnh thổ của liên bang. Ô, hết bơi rồi à? Đây là một cái đội khác anh em nhé. Xâm nhập vào nhà máy. Trời ơi, có hai thằng à. Kiểu như mình đang chia ra làm hai top nè, đây kìa. Đấy. Hết cái Keegan ở bên kia, mình là thằng Logan đi với Merit. Ê em anh ơi, nó sao không cho mình điều khiển con chó nữa nhờ. Ngọt xớt luôn. Ủa, mình đi theo ai ta? Ở bên này, bên này. Mình tính bắn hai thằng mà không được luôn đấy mà. Á, team mình nó bắn lẹ thiệt chứ. Lại chỗ cánh cửa. Quay thì biết luôn. Keep your eyes out. Kick. How are those cameras coming? Merrick, eyes on your next zone. Lots of targets, no good advantage. We'll make our own advantage. Cái nhà máy này là toàn là tên lửa thôi. Multiple routes split up. Để trang bị một cái súng lục à. Ôi sao cái cốp mình nó. À, khi mình di chuyển nó sẽ bị mờ. Phải không? Sao đấy mình bật lên nó mờ thế nhờ? Bọn này canh chừng quá và lơi là anh em ạ. Chết là đúng thôi. Ủa nhớ team bên kia mà sao đâm bên đó? Team bên trái mà cha nội. Bắn đi. Trời đó anh em ơi. À, trong này ném cái lựu đạn đi xa không nổi anh em ạ. Kiểu lựu đạn nặng ấy. Cánh nè. Trời ơi. Thiếu gì cái tôi ném không mấy ném trúng ngay cái thanh sắt á. À. Cửa kiến thì không trúng á. À. Quả thật. Đây rồi. Đó. Pressure locked door. This must be it.
Kick. Roger. Bingo. Shit. Looks like some kind of satellite. Boy. Hell of a weapons package. Scarecrow, we found it. Looks like space-based weaponry. Copy, actual. Pipe a feed for identification. Vũ khí không gian à? À, được bắn ở bên ngoài không gian chắc. Visual feed is up. You're coming in clear. Roger that, Scarecrow. Send your traffic. Give us a look at the main unit. Look for the rods. Down lower. Look for the rods. Right there, that's it. Right. Kinetic rod delivery system. Like the ones that took out San Diego. Yeah. These are smaller, but there's a lot more of them. Definitely based on our Odin design. We need to find out how many they've built. Good work, boys. This was a big find. Arc light, entire wing confirmed for bombing run. Total coverage is go for effect. Drop everything. Let's move. Copy, Scarecrow. Genesis confirmed. 8 clicks out, 6 minutes onward for full effect. Cái phần này mấy cái bạn làm việc khóa rất là tốt anh em ạ, tại vì cái chữ không chữ rất là to, đọc nó dễ. Thích thật anh em ơi, trời ơi, chơi game mà có việc khóa phải nói là đỉnh thật sự ấy. Phải chân thành cảm ơn những cái team đã hỗ trợ dịch những con game con đầu tiên này nhé, trời phải đỉnh thật sự luôn. Bắn chưa, nãy giờ đi không dậy, trời ơi. Em có Duty mà toàn là nói chuyện không à. Em bắn đi mấy anh. Đi cũng chen nữa mấy cha này thiệt. Tìm dữ liệu. Looks like manufacturing data. Satellite's label is 24. How many are there? There's encrypted data here. Appear to be launch events, predictions. I don't understand. Đồ má nó cúp điện mẹ rồi. Thôi xong rồi. Em nói giỡn mà mấy anh bắn nhau thật à. Em còn chưa cướp xong được cái gì. Cái dữ liệu nó manh vô rồi. Choáng. Tôi hỏi đó anh em bắn đi. Nết. Dạ. Đâu như mày? Okay, we blind them and move. Ready smoke. Smoke ready. Pop smoke. Khói đâu? Khói phím nào? Có cho tôi khói đâu mấy cha. Cho tôi lựu đạn nổi là rèn choáng không à. Ê, lựu đạn kìa. Ê, ngon nha. Chơi kỳ. Đây rồi, bây giờ mới gọi là đỉnh nè. Mày chạy hộ. Cảm giác như đang chơi game bị lỗi anh em. Ở đâu ấy? Ai? Chứ mất dạy. Mới đây mà nó tìm ra được cách khắc phục rồi anh em ạ, đỉnh đấy. Có lựu đạn luôn rồi. À, nghĩ sao trang bị cho có bốn quả. Mình sẽ chạy qua đây lấy cái góc này nè. Ôi trời má, nó bắn rác thế. Từ mini ơi. À đau quá. Ê, nó bắn đâu ta? Bắn đâu nhờ? Bắn ở đâu gì mấy trời? À thấy rồi, bà mẹ có thằng chơi mất dạy đứng ở đây nè. Hèn chi mình lú lên nó bắn mình. Chết rồi, hết đạn rồi. Đây rồi, mà 249 đúng không? Hai ổ đạn luôn. Mày bắn rác thật sự ấy. Thề. Cái gì vậy? À tấm khiên nè. Mày hả con? Có tấm khiên anh em ạ.
Đây anh em đi theo mình. À, nó bắn ghê quá. À, dạ, nó bắn ghê quá. Bà mẹ nó bắn muốn hư luôn cái kiến. Ghê quá. Có ai đón tôi mì trời. Bắn tự do, bắn tự do. Má ơi. Đây nó cục xúc quá. Ôi thề ạ, bắn nhanh thế. Cái này mình nghĩ là bắn cái súng này nó sẽ cơ động anh em ạ. Ai da, hai khẩu luôn này. Tao biết rồi nha. Bà mẹ nó hết đạn à. Cái máy cày nè mấy cha. Ồ súng cày sướng thật. Thấy chưa, phải tăng cơ như mình này nó mới đỉnh. Bên đây thì có cái cốp nhưng mà thay đạn lâu quá. Cái cốp 4. Ổ đạn rõ to thế mà có 100 viên. Thấy gì không ta? Tí là mình quên mất cái kiến này. Chạy chứ. Má có cách nào chế ra cái gì đó nó thay đạn nhanh được không trời. Hay quá, hay quá, hay quá. Go 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 go, xe tải cứu mình, xe tải cứu mình. Lẹ 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 lẹ. Ôi mẹ đỉnh thật. Ai da, ai da, ai da. Vẫn dí à, mấy thằng hứa này. Có thấy cái thấy quỷ gì đâu bắn trời. Khéo mình bắn trúng bồ mình luôn á chứ. Nát, nát mất anh em ạ. Quá đỉnh. Quá đỉnh cộng với lại quá hư cấu. Yeah. Về nhà thôi, về nhà thôi.